Thưa quý vị, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia vừa kết thúc, trong niềm hân hoan của các sĩ tử đã vượt qua cánh cửa vũ môn thì trường hợp của một thí sinh ở Quảng Nam lại khiến cho nhiều người không khỏi xót xa. Sau 12 năm đèn sách, ước mơ giang dở của nam sinh này lại khép lại một cách đau lòng sau vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường trở về nhà. Cụ thể, vào chiều ngày 29 tháng 6, sau khi hoàn thành môn cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trên đường về nhà, em Huỳnh Phước Thọ, 18 tuổi ở tỉnh Quảng Nam, gặp tai nạn liên hoàn giữa ba xe máy khiến cho em tử vong trên đường đi cấp cứu. Vào trưa ngày 30 tháng 6, trong căn nhà cấp 4, gia đình đang tổ chức lễ tang cho em Thọ. Họ hàng bà con hàng xóm thay nhau động viên chia buồn với gia đình nạn nhân ngồi thẫn thờ nhìn di ảnh em trai, chị Huỳnh Thị Vi Trí, chị ruột của em Thọ, mắt đỏ hoe vì khóc thương đứa em út trong gia đình. Chị Trí nghẹn giọng. Mấy hôm nay Thọ thi xong môn nào thì gọi điện báo tin cho ba mẹ và chị ngay. Môn văn nói em làm không tốt lắm nhưng cũng không đáng lo. Thọ còn nói với các chị là thi xong cho em đi Đà Nẵng xem pháo hoa. Nào ngờ. Trước kỳ thi trung học phổ thông, Thọ nói với các chị là tốt nghiệp rồi sẽ xin việc làm ở xa với định hướng là theo ngành điện vừa kiếm được tiền lo cho ba mẹ, vừa thỏa đam mê đi đây đi đó cho biết. Chị Chí cho biết thêm, ngay vậy tôi khuyên em kiếm việc làm gần nhà, chạy đi chạy về với ba mẹ cho vui nhà vui cửa, ở gần còn có các chị nữa. Ông Phạm Minh Đức, dượng của em Thọ cho biết, Thọ là con út trong gia đình, trước Thọ còn có bốn chị gái đều đã lập gia đình và ở riêng. Mẹ Thọ đi làm ở thành phố Tam Kỳ nên trong nhà thường chỉ có hai cha con. Thường ngày, ngoài lúc học hành, Thọ ở nhà phụ giúp ba mẹ làm việc, chăn trâu. Chiều hôm em Thọ gặp nạn, hàng xóm thấy thông tin đăng trên mạng xã hội thì gia đình mới biết. Lúc hay tin Thọ bị tai nạn không qua khỏi, cha mẹ em ngã quỵ. Từ đêm ngày 29 tháng 6, mẹ em Thọ ngất lịm vì khóc nhiều, gia đình phải nhờ nhân viên y tế chăm sóc. Đến trưa ngày 30 tháng 6, ông Huỳnh Văn Thông, bà của Thọ mới yếu ớt bước ra ngoài. Người đàn ông mái tóc đã bạc, ngước lên bàn thờ như di ảnh đứa con trai duy nhất hương khói nghi ngút. Cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh khiến mọi người đến viếng không khỏi nhói lòng. Người nhà của nạn nhân cho biết, vào chiều ngày 29 tháng 6, thọ đi về thì bị gặp tai nạn. Người đi đường thấy thọ còn đeo thẻ dự thi trên cổ nên chụp ảnh lại để đăng lên mạng tìm người thân.